Đây, đây, qua trái chị. Rồi, có ghế này ha. Đây, đây, chị cho mình. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Dạ, chào anh. Chào cô. Dạ, nãy giờ ngồi chờ lâu không anh? Hồi hộp không anh? Có tí hồi hộp. Có tí hồi hộp ha. Bây giờ em mời anh. Anh sẽ giới thiệu lên. Nói thật lớn, thật to, rõ cho chị bên đây có thể nghe được những thông tin của mình nha. Tôi tên là Đinh Công Mạnh, hiện ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. À, hiện tại mình đang công tác, làm việc ở đâu anh ha? Hiện nay là tôi đang làm trang trại của nuôi heo của mình, hợp tác với công ty. Nuôi heo? À. Mình nuôi nhà mình mà hợp tác với công ty? Công tác với công ty thả giống, mình bỏ công sức. À, rồi cái là công ty nó thu hoạch lại cho mình luôn, gom thu mua lại cho mình luôn. Công ty là phải làm hết những cái khâu đó, bao tiêu hết. Dạ. Nhưng mà ở nhà anh rồi có ai phụ anh không? Có mấy đứa em với đứa cháu đó. Dạ. Nuôi đàn bao nhiêu con anh? 800 tới 1000 con. Trời ơi, sao làm hết nổi? Công việc cực không anh? Tất nhiên nó cũng có cực, nó cũng có sướng, cũng có khổ. Nói chung là nó lẫn lộn hết, chứ nó không có phải là đều sướng hết được. Nhưng mà công việc hàng ngày mình là cái gì? Tắm heo, cho heo ăn. Bây giờ nó công nghệ, nó không phải tắm luôn. À. Cái quy củ của nó bây giờ là nó có một cái hồ tắm riêng ở phía dưới chuồng. À. Con nào mà nó cảm thấy nó khỏe đó, nó muốn tắm mình nó tự nó xuống tắm. Chứ mình không có tắm cho nó nữa. Không, chỉ tắm là coi như nhiều con nó bị ốm thì nó cảm á, chung bị cảm mình tắm là nó sẽ. Tôi nhớ hồi xưa mỗi lần là giống như lâu lâu là thấy người nuôi heo ta ca cầm cái vòi ta xịt xịt xịt. Cái đó là số ít thôi. À bây giờ nhiều quá. Bây giờ số nhiều thì mình làm không thể làm sẻ được. Ủa nhưng mà quê anh ở đâu ạ? Quê gốc là ở Hà Nội, sanh thì ở Biên Hòa. Rồi năm nay là anh là bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay là 58 rồi. 58. Mời chị giới thiệu ạ. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh bên trái tim. Em chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Thu Hường. Em đến từ Đồng Nai. Quê quán em là Huế. Ồ, Đồng Nai khúc nào chị? Để coi có gần chỗ của ảnh không? Dạ, em ở Bình Đa chị. Bình Đa là ở đâu ta? Anh biết không chứ? Em... Đa là Biên Hòa mà. Dạ đúng rồi. Còn anh là Thống Nhất. Ở huyện Thống Nhất. Cách bao xa anh biết không? Nếu mà tính cái đường chim bay thì nó khoảng vài chục cây số. Khoảng 20. Trời ơi gần xịt à, nếu vậy. Nhưng mà chim bay của Cát Tường à. Gì chim bay 20 hả? Người đi. Còn người đi thì chắc phải trên 40. 40 cây. Ừ, tại cái đường vòng. Được rồi, 40 cây cũng có 1 tiếng đồng hồ, chiều mát mát xách xe Honda chạy có 1 tiếng chứ nhiêu. Được không anh? Được. Yêu nhau mấy núi cũng trèo mà chứ có 40 cây nhầm nhò gì. Đúng rồi. Bây giờ mình đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng. Ở Biên Hòa luôn? Ở Biên Hòa luôn, công ty xây dựng. Mình làm bên khâu nào? Dạ em làm kế toán chị. Mà năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 43 tuổi. 43 là sinh năm 77 hay 76? Dạ 77. Sinh 77, 77 tuổi Tỵ đó, bằng tuổi Cát Tường luôn đó. Điểm mạnh, điểm yếu của chị là gì nè? À điểm mạnh của em là... Bà mắc cỡ, bà móc bắp, hồi tôi nghi rách luôn, cái gói quà quá hà. Là em vui vẻ, dễ hòa đồng. Còn điểm yếu của em là nhút nhát, hay giận. Trời ơi, nhút nhát còn hay giận nữa rồi giận ai? Bình thường giận ai? Không có giận ai, nhưng mà nhiều khi ví dụ như em đang làm việc có ai mà nói gì đó là em không hài lòng là em nóng tính nên là em cọc. Cọc xong rồi giận người ta luôn. Thì hiện nay mình đang sống với ai? Em sống với bố mẹ. Đang sống với bố mẹ, nhà mình đông anh chị em không? Còn ai ở chung nữa không? Dạ, ở riêng hết rồi chị. Còn mình chưa chồng là mình ở chung thôi phải không? Dạ. Rồi, còn anh thì sao ạ? Điểm mạnh, điểm yếu của anh là cái gì? Điểm mạnh của tôi là tự tùy công việc. Đã nhận cái công việc gì hay là mình đã đặt cái mục tiêu công việc gì là mình phải làm cho tới. Còn cái điểm yếu tôi là không biết nấu ăn. Tại vì ở nhà bà chị phải lo hết. Cái công việc ở ngoài là tôi lo hết. Nhưng cái công việc bếp núc thì tôi hầu như là không bao giờ đụng đến. Dạ, mình đang sống với chị. Sống với chị. À, với ai nữa ạ? Với lại vợ chồng thằng Út. Là em á, em của anh á. À, sống với chị với em. Dạ. Vậy được rồi, thì đàn ông lo chuyện ngoài độc. Bởi vậy nó có điểm yếu tôi là đâu không... có gì đâu yếu, bây giờ mình thiếu chứ phải yếu. Ông có là yếu, xác nhận là yếu, không biết nấu cái gì hết. Cái hôm Tết hôm nào bà chị đi là coi như nhịn đói luôn. Không, sao nhịn đói được cô? Bà đi mà không nấu là mình nhịn đói luôn. Đi ra quá trời ơi. Có tiền mà ló gì trời ơi. Bất quá bán con heo ăn Tết cái làm thì dữ vậy. Gì ghê vậy, bán tới con heo sao hết. Ủa vậy hả? Ăn có bữa thì làm gì bớt. Em nói bán con heo ăn Tết, ăn nguyên mùa Tết chứ heo có ăn bữa đâu. Tết thì chị lo rồi, mình đâu phải lo. Trời ơi, vậy giờ đó giờ đi làm rồi. Rồi bây giờ qua cái tình yêu sao? Tất nhiên từ lúc trẻ cũng có rồi. Dạ. Nếu mà lúc đó mà tôi mạnh dạn lên một tí thì chắc là em nay cũng có cháu rồi. Khi mà mình còn đang trẻ đó, sự nghiệp mình chưa có. Bởi vì mình không dám bước đến. Sợ là mấy đứa ra con mình không lo đầy đủ được. Lúc đó là bao nhiêu tuổi? Lúc đó tầm khoảng 22. Trời còn trẻ quá, đúng rồi. tới 25 cũng vậy, tới 30 cũng vậy. Là mấy mà mỗi khác nữa đó. Dạ. Là cũng mấy mối rồi đó. Đương nhiên rồi. Là những cái mối đó là mình không đến nữa, là họ đi lấy chồng. Cái mối ví dụ năm 30 là lúc đó là tuổi lấy vợ rồi, tại sao không lấy? Thì mình cũng chưa đạt đến cái mục đích của mình. Trời đất ơi, rồi năm nào mới đạt được mục đích? Tới bây giờ mới cảm thấy đạt rồi, mới cảm thấy bây giờ đạt rồi đó hả? Bây giờ nó đã quá tuổi. Trời đất ơi, cái gì đâu mà trời đất, cô muộn màng dữ vậy anh? Đạt đâu mà đạt dữ, anh đặt mục tiêu chi cao dữ vậy? Phải, tại vì cứ vậy nè, cô đạp lên cái bước này cô phải muốn bước lên bước thứ hai, giống như lên cái bậc thang đó mà. Bây giờ anh cứ lấy vợ rồi hai chồng cùng nhau đạp chứ đâu cần gì đạp một mình. Thế nếu mà suy nghĩ được như cô thì nó đơn giản quá rồi. Có nghĩa là bây giờ là coi như mối tình thì có mấy mối, nhưng mà là kết hôn là chưa kết hôn lần nào. Chưa kết hôn lần nào. Cắm cánh Trinh Nguyên, cắm cánh Trinh Nguyên, cắm cánh Trinh Nguyên. Đúng, đúng. Hơn ngay vô số tội. Thiệt tình luôn á. Tuổi anh là giờ đúng là sắp có cháu luôn rồi đó. Sắp sao được, có cháu luôn thì đó, bởi vậy. Có luôn, nếu mà xác nhận là có. Có buồn không anh? Hả? Buồn không? Có đêm nào rồi nằm nhìn đàn heo mà thấy buồn không? Không, cứ vì công việc đâm ra thấy nó cũng không có gì cơ. Rồi nhưng mà bây giờ thí dụ như có bạn gái, có dành thời gian thúc đẩy tình yêu không để mà tiến tới hôn nhân không? Mà là mình đã quyết thì tất nhiên là mình phải làm theo đúng mục đích của mình nhé. Là quyết rồi. Thế bao nhiêu năm nay đó để đạt mục đích rồi, 50 mấy tuổi rồi chưa có vợ, vậy thì kinh tế tiền bạc là xưa giờ rồi làm rồi đưa ai, nuôi ai, ai quản lý? Chị quản lý. Chị quản lý. Chị đã nói là tôi việc ngoài còn việc trong rồi chị làm hết, chị giữ hết. Rồi bây giờ lấy vợ chị lo luôn hay sao? Thì tất nhiên rồi. Ông không phải chị đâu, chị có thể là đứng để ông tổng bí thư rồi. Tổng bí thư. Rồi bây giờ cháu nè, em nè, anh nè, chị nè, còn nhiều lắm, tôi thật là nhiều lắm. Dạ. Hôm nay tôi mang những món quà này đi á, thật sự này là cháu nó làm nè, đây cũng cháu luôn nè. Chị là có chồng không? Chị thôi ở vậy để nuôi mấy đứa em con. Tại vì bố mẹ mất rồi chị phải gánh vác, tại anh em đông quá. Dạ, vậy là bây giờ lấy vợ về là cũng ở với chị luôn. Tất nhiên rồi. Rồi chị lo luôn phải không? Lo luôn. Chị nấu cơm luôn phải không? Dạ, nấu lại. Nó phải chia sẻ nhau. Thế còn bên này mình tình duyên sao rồi ha chị? Dạ, tình duyên của em thì ngồi bà xé nát bét cái chân rồi kìa. Tình duyên sao rồi? Em là cũng có quen nhưng mà tình yêu nó chưa đủ lớn nên là không đi đến được hôn nhân, nên giờ với ế đến giờ chị. À, có nghĩa là cũng chưa có kết hôn lần nào luôn? Dạ chưa. Cũng trong trắng Trinh Nguyên vô số tội luôn. Dạ đúng rồi. Thế là mình có bao nhiêu mối tình? Mối tình nào sâu đậm á? Nếu mà tính mối tình á thì tính sơ sơ trên lòng ngón tay á thì chắc cũng được 3. Mà tính dưới ngón tay thì chắc đếm không hết vậy. Mà lý do sao không có cái nào tới được hôn nhân? Cái mối tình mà quen dài nhất được bao lâu? Dài nhất của em á là chắc cũng phải là 5-6 năm. Nhưng mà tụi em quen nhau là quen từ cái tính cách là bạn bè chơi riết rồi thân thì không biết đi qua, lúc yêu lúc nào không hay. Vậy mà bạn bè mà tới lúc yêu tốt quá rồi mà sao cũng không cưới được? Nhưng mà khi đến lúc cưới thì hai bên gia đình người lớn nói chuyện thì là do là bên đàn trai người ta coi tuổi thì khác tuổi nên là tụi em không đi tới với nhau được. Đó cũng cái vụ tuổi tác nữa. Ở bên này là không có coi tuổi gì hết đúng không? Không có tuổi. Rồi, ở bên này sao? Đàn trai coi thôi chứ đàn gái đâu coi. Rồi vậy mà quen 5 năm trời mà không vượt qua được hả? Coi tuổi không hợp rồi cái thôi chia tay hả? Bố mẹ bạn đấy là lúc đầu thì là đồng ý hết, coi như là tất cả là đều được hết rồi. Thì thôi hai đứa mày tiến tới đi, thích cưới giờ nào tao cưới giờ đó. Khi hai đứa cứ chơi là bạn bè vậy á, thì anh em vậy á. Đến lúc mà yêu nhau rồi á, và hỏi ra tuổi thì bảo là hai đứa tuổi khác. Thôi bây giờ tụi mày chỉ là anh em thôi, đừng đi xa hơn nữa. Trời đất ơi, kỳ vậy. Đến bây giờ vẫn làm anh em. Mà anh đó anh có vợ chưa? Anh có vợ luôn rồi. Nhưng mà vợ cũng không có phải là quen nữa, mà là má của anh đó phải đi ra ngoài quê kiếm vợ cho anh ấy cưới luôn. Thôi đừng bức nữa, khổ ghê vậy đó. Rồi bây giờ nè, rồi cho em coi mấy cái hình coi. Bây giờ mình đoán nè, giờ chị muốn tìm một mẫu người bạn trai, người chồng tương lai mình là người như thế nào? Em không có chọn lựa nhiều, em chỉ cần là một người như là biết chia sẻ, quan tâm, lo lắng là được. Cao thấp, mập ốm, tuổi tác, ngoại hình như thế nào, có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi chị. Dễ nhìn thôi ha. Rồi đây, ảnh này dễ, rất dễ nhìn. Chị nhìn đi, chị kiếm thử coi trong 4 anh đó anh nào. Anh muốn kiếm một mẫu người như thế nào nè? Bình thường, không có phải đặt tiêu chí giống ai là người mẫu như thế nào. Kiểu không, nhà anh muốn cao thấp, mày mập hay ốm, mày tóc đen, tóc này nhuộm được không? Cổ điển hay hiện đại hay là kiểu như thế nào? Có là người phụ nữ gia đình được rồi. Đừng hiện đại quá là hại điện. Rồi, không có hiện đại quá hại điện, anh kiếm đi. Đó, 43 tuổi, sinh năm 77. Anh tìm đi. Bây giờ mắt tôi mà nhìn này chắc là hơi thua đó cô ơi. Thôi ráng đi, ráng kiếm, ráng nhìn luôn. Đó, rồi bên đây tìm ra chưa mà xào qua xào lại hoài vậy? Không quá 2, 4, 5, 6, 7. Tại sao chọn anh đó? Em chán quá vậy. Đoán vậy đó. Cảm nhận ra anh này. Dạ. Tại sao không là mấy anh này mà lại là anh này? Lý do? Anh này cũng giống nông dân. À, anh giống nông dân, hay quá. Kiểm tra chưa anh? Đang nhận diện rồi. Nghĩ chắc là cô nhắm mắt này quá. Tại sao lựa cái cô mở mắt không lựa mà lựa cô nhắm mắt vậy? Tại cô sợ mắc cỡ. Sợ thấy anh đó hả? Không phải mắc cỡ chứ nhìn. Mở cửa trái tim ra nha, để cho hai người nhìn nhau nha. Chọn coi hôm nay mình chọn đúng hay không nha. Mời hai anh chị hãy nhìn qua cánh cửa trái tim. Chào. Chào. Đây nè, yeah, cũng là cái cô này nè. Rồi tôi nhìn. Chỉ chọn anh trúng bóc luôn. Trúng luôn. Trúng bóc luôn. Anh này nhìn tướng nông dân. Nhưng mà cô nhìn bên ngoài có giống nông dân không? Dạ không. Bây giờ anh em ta đang tìm hiểu yêu đương tiến tới hôn nhân mà cô gì đâu biết. Rồi tặng quà đi nè, chỉ ngồi nãy giờ chỉ bứt hết trơn muốn nát bét cái sợi dây đó rồi. Rồi tặng cho anh ta không? Để tôi tặng trước cho. Rồi này tặng qua trái tim luôn anh. Đây là cháu gọi bằng chú. Con của anh trai cả nó làm. Em cảm ơn anh. Rồi. Còn cái này. Còn cái này á là ông anh trai cả làm cái nghề này. Trời đất. Rồi mà thằng cháu á, con của thằng Út, nó xin về, nó đóng hộp, nó làm, nó vẽ, nó viết đơ, nó tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Ngồi xuống mình sẽ khám phá quà nha. Em cũng có món quà. Rồi, cảm ơn em. Dạ, rồi bây giờ hai bên khui quà đi ạ. Coi cái món quà em đang tò mò món quà của cháu gì đóng hộp cũng đồ đó. Là món quà gì? Quà của cháu gọi bằng bác. Nó làm hơi vụng về nhưng mà tại nó là con trai. Năm ra là... Cháu nhiêu tuổi? Nó này học lớp 3 rồi. Trời đất. Cháu học lớp 3 mà tặng làm quà cho bác đi hỏi vợ. Hay quá. Trời ơi. Tự nhiên tặng đồ cạo râu cũng hay. Tại sao tặng đồ cạo râu vậy? Dạ, em muốn ảnh chăm sóc sắc đẹp của ảnh. À, là không thích để râu phải không? Dạ. Hay quá. Không thích đàn ông có râu mới tặng đồ cạo râu. Một số ổn điểm là cái gì? Là cái... Là con heo. Cô đọc hết đi rồi tôi sẽ nói. Đinh công lai vu xoay. Đúng rồi. Anh của anh làm cái nghề này. Rồi. Đấy là nghề gốm. Còn thằng cháu á, tôi chọn con heo này là lý do nó bảo là nghề nghiệp của bác. Là anh nuôi heo. Mà hôm nay cũng là cái ngày đánh dấu của cái ngày bác đi gặp. Trước khi đi cháu nó có dặn dò gì không? Cháu nó có gọi là lên tặng á, là nói là tặng cho bác có thể là về với cái nhà này. Ghê vậy ha, mới 3 tuổi mà ghê quá ha. Đâu, lớp 3. À lớp 3 là 10 tuổi rồi. Đâu rồi, nó 10 tuổi rồi. Lộn. Mới 10 tuổi mà vậy là giỏi rồi. Thế bây giờ em hỏi là khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cái cảm nhận đầu tiên của anh về chị gái bên đây là như thế nào? Thấy em cũng xinh đẹp á. Em cũng nói không? Xinh đẹp. Còn chị thì sao? Khi mở cửa trái tim ra cái cảm nhận đầu tiên về ảnh là như thế nào? Em cũng thấy ảnh cũng là người chân thật. Chân thật đúng đó, chất phác. Còn em mới là người nhút nhát á, hơi nhút nhát rụt rè. Cho nên bây giờ hai anh chị tự tin tâm sự với nhau nha. Tường sẽ dành cho anh chị ít phút để mà trò chuyện riêng rồi Tường sẽ quay lại. Và bây giờ mời hai anh chị sẽ thưởng thức món ăn của nhà hàng Maria Sài Gòn. Cát Tường mời hai anh chị thưởng thức món càng cua bách hoa. Đây là một món ăn mang vị ngon ngọt từ thịt càng cua tươi. Bọc ở ngoài là một lớp thịt tôm xay nhuyễn cùng với các loại gia vị. Rất là ngon và đặc biệt là trang trí rất đẹp mắt, anh thấy không? Trời ơi, trái ớt làm như con tôm vậy ha, tôm cua. Dạ. Nếu mà cô Tường không nói chắc tôi nghĩ con tôm tôi cắn chắc chết. Vậy hả? Làm quá giống anh ha. Quá giống. Tại vì nhà hàng Maria này là chuyên về hải sản đó, cho nên đây là tôm cua. Rồi, xin mời anh chị ạ, vừa thưởng thức đồ ăn mà vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút Tường sẽ quay trở lại. Mời anh chị ăn ngon miệng. Rồi, cảm ơn. Mời em. Dạ, em mời anh. Em có cần những người phụ giúp không? Dạ, dạ được rồi anh. Được rồi hả? Em ở Bình Đa là em sống từ trước tới giờ luôn hả? Sao? Dạ đúng rồi, em sống từ nhỏ, sinh ra và lớn lên ở đó luôn anh. Em mời ăn. Anh làm trang trại đã được bao lâu rồi anh? Nay là 10 năm rồi. Anh làm vậy thì có nhân viên làm chung với anh không? Có một đứa em với đứa cháu. Khi mà có công việc gì mà gấp, ví dụ như chích ngừa thì cần phải người làm thêm phục giúp. Nuôi nhiều như vậy thì cực không anh? Hàng ngày nếu mà có 3 người thì mấy trăm con. Bây giờ là công nghệ không à, chứ không phải như ngày xưa. Bây giờ nuôi là cứ cám rồi vo viên sẵn rồi, cứ đổ vô máng nó tự ăn thôi. Đổ một lần một trong ăn trong ngày. Mình không phải nấu như hồi xưa nữa. Không có nấu nữa. Bao lâu thì mình xuất chuồng được một lần anh? Trung bình là 160 tới 165 ngày. 6 tháng. Là con heo á, lúc đó nó khoảng 6 kg thôi, 6 kg tới 165 ngày. Là lúc đó mình xuất chuồng là nó khoảng bao nhiêu kg à? Có con nó nhanh lớn nó khoảng tạ 2, có con 6-70. Cái con nào đang khỏe là nó tạ mấy trở lên. Nhưng mà tính đổ đồng cả trại á là nó nằm khoảng 1 tạ 2, 1 tạ 5. Em ăn đi em cứ nhìn dạ. Không ạ? À? Em nhìn anh mắc cỡ không dám nuốt. Có cần người trợ giúp không? Dạ, dạ được rồi anh. Được hả? Anh thấy em sao? Thì nói như lúc nãy rồi, nhìn cũng xinh nữa. Nhưng mà sao nãy nhìn hình không nhận ra, mà hình như là không có như ở ngoài. Dạ, hình của em là hình mới đó anh. Mới chưa được 1 năm á. Mới chưa được 1 năm hả? Dạ. Nhưng mà không giống ở ngoài. Không giống hả? Dạ. Nhờ công nghệ của mấy bạn lúc nãy hóa trang cho em. Ở ngoài em xấu tệ cho nên là giờ lên hình mấy bạn làm cho em đẹp lên. Nên là anh thấy không giống đúng không? Không phải. Đúng là sao anh lớn tuổi như vậy rồi mà anh đến giờ này anh chưa lập gia đình? Khi mình đặt được cái mục tiêu của mình á, khi mình bước lên cái bậc thang này thì mình lại muốn cái bậc thang khác. Thành thử ra cái tuổi mình nó trôi qua rồi lúc nào mình không hay. Khi mình khựng lại thì mình mới thấy mình đã lớn tuổi rồi. Chắc em chưa trải qua cái thời năm 75 giải phóng, 78 là đất nước mình như mất mùa toàn quốc, rất là khổ, không có cơm đâu. Bo bo đó mà nấu lên cái sứ mà cái sắc khúc là bỏ vô, rồi khoai mì á, khoai lang cứ khúc bỏ vô trộn lên như một nồi cháo. Nói thật ra giống như nồi cháo heo, nấu lên mà cái nồi còn nóng hổi mà ăn vèo quá hết, cái nồi vẫn còn bốc hơi. Em cứ tưởng tượng đi. Ủa gì em nghe kể đâu chuyện từ thời xưa dữ vậy anh? Trời tính chuyện đó. Hiện tại giờ đi giờ trời ơi. Chị muốn để cô hiểu được. Hồi nãy giờ anh ăn thử con tôm chưa? Người không dám. Cái này dành Cát Tường đi. Ông ác ghê vậy. Ông nói con ông ăn cua còn con tôm dành Cát Tường. Bây giờ tính cái chuyện là tính cái chuyện 100 năm đây nè. Bây giờ giải tỷ mà hai người quen nhau thì bao lâu tiến tới hôn nhân được? Nhà anh đã bắt dâu đó, đi làm dâu được không? Em hỏi chị trước đi nè. Gái lấy chồng thì theo chồng là chuyện bình thường rồi chị Tường. Về nhà rồi anh có cho vợ đi ra ngoài làm không? Hay là ở nhà phụ chăm nuôi heo luôn? Nhà tôi thật ra là chẳng có công việc gì đâu. Nếu có thể là thay chị thôi, bếp núc trong nhà nữa. Nhưng mà giờ về là có cho vợ đi làm ở ngoài nữa không? Hay là lấy Nếu mà còn ý thích, còn muốn đi làm. Nhưng mà lý do như thế này này, cái đường xá nó cũng xa xôi. Cái khoảng cách ấy, từ cái nơi làm mình hiện tại ở cái nơi, nếu mình về nơi mới, cái khoảng cách nó hơi xa. Không, ý là về chỗ anh rồi kiếm chỗ làm mới, công ty mới ở gần nhà anh đó chứ. Sợ mình xin rất là khó. Vậy xin việc chỗ mới vậy hay không? Không, rất khó, không có dễ đâu. Chắc là anh nói cũng đúng, là hợp lý là em lớn tuổi thì xin nó khó. Nhưng mà quan trọng là khó xin việc. Nhưng mà em ở nhà anh có nuôi được em không? Em ở nhà anh có nuôi được em không? Đó, trả lời đi chứ sao cười. Em này ngày bao nhiêu lắm đâu. Anh thấy không, tướng em bự vậy em ăn nhiều lắm đó. Được không anh? Quan trọng gì đâu, bình thường. Bán con heo thôi mà. Bình thường. Nhưng mà rồi nhắm rồi có ra phụ quản lý heo, trang trại rồi được không? Nuôi heo được không? Em vụng về lắm chị, em không biết nấu ăn đâu. Vậy chị dạy. Chắc ảnh dạy em. Ảnh có biết nấu đâu mà dạy. Rồi anh mà bà dạy thì thôi rồi, cũng như là số 0 rồi, không có cái gì hết. Vậy hả? Vậy giờ em không biết nấu rồi sao anh? Nếu mà vậy thì có bà chị phải lo. Trước giờ ở nhà là cũng mà mẹ nấu cho ăn luôn. Dạ yeah. Em chỉ biết nấu cơm luộc rau chiên trứng. Nấu cơm luộc rau chiên trứng. Vậy được rồi. Rồi từ từ thịt cá chị dạy cho làm. Ngày nào em cũng cho ăn rau luộc với lại trứng chiên. Được rồi. Vô bắt con heo thôi. Được không anh? Được không anh? Được. Nói vậy thôi chứ còn có cái tâm em muốn làm hay không thôi, chứ muốn làm cỡ nào cũng được. Khi mà thấy cái người bình thường mà về mà ăn uống không được rồi chắc cũng muốn thay đổi món chứ, cũng ráng đi học chứ. Bây giờ tôi cho ý kiến người thân nha. Hồi nãy ra ngoài thấy hôm nay có đàn trai đàn gái đến dự mặt đầy đủ. Dạ xin mời đại diện họ nhà trai và họ nhà gái vô cho Tường phỏng vấn vài câu đi ạ. Dạ chào anh. Rồi, em bắt tay anh cái ạ. Anh là họ nhà trai hay họ nhà gái ạ? Họ nhà trai. Họ nhà trai. Anh là cái gì của dạ, họ nhà em là cháu ruột của chú Mạnh. Cháu ruột của chú Mạnh. Trời ơi, cháu mà bự vậy luôn đó hả anh? Là con anh lớn đó hả? Con kế rồi. Hôm nay tham dự cái buổi gặp mặt giữa hai anh chị đây thì ai quên gì kêu bằng chú luôn hả? Kêu bằng chú. Gặp của cô chú thì là em thấy như thế nào? Chung mà em thấy là quá ok. Quá ok. Cái thứ nhất là về cái công việc mà giờ như cô đang là kế toán của một công ty, mà giờ nếu mà lấy chồng theo chồng mà về quê thì có công việc rất là ổn định. Kế toán của chú khỏi phải tính toán sổ sách, heo là nuôi heo phải tính toán từng báo cáo. Cô về làm kế toán cho chú thì chứ đi đâu mà phải làm cho người ngoài, làm công ty nhà luôn. Chú còn thấy là quá ok. Chú là chú phải cố gắng mà tiến tới nha. Cố lên. Rồi có nói gì với thím không à? Nói gì với thím tương lai không nè? Cũng mong sao cho cô với chú tác hợp thành cái tụi con vui với gì đâu. Cảm ơn em nha. Rồi bên đây em là bên nhà trai hay nhà gái? Dạ em bên nhà gái chị. Em là em gái của chị Hương. Em ruột hả? Em con cô. Hôm nay thấy cái buổi gặp mặt này như thế nào? Dạ em thấy đây là một cơ hội gọi là hiếm có. Thì em cũng thấy là anh bên đây rất là thật thà, nói chung là rất là phù hợp. Và em mong muốn là hai anh chị cho nhau cơ hội để có người chăm sóc chị em. Rồi cái chú này làm gì đứng nhướng hoài vậy? Là cháu phải không? Kêu bằng gì? Chú. Kêu bằng chú. Nhướng là sao? Ra hiệu phải không? Ok, tấn tới đúng không? Rồi cảm ơn hai gia đình của mình nha. Rồi giờ vô lại chuyện tình yêu đôi lứa. Đây có những cái lá thăm của chương trình cho hai anh chị tìm hiểu nhau cho nó nhiều hơn. Mời anh chị mỗi người bóc một lá bài rồi chúng ta đọc lớn lên những yêu cầu trong đó, chúng ta thực hiện với nhau cho nó vui, cho nó gần gũi nha. Mời chị luôn. Anh đọc trước đi ạ. Bạn gái hãy biểu diễn hoặc thể hiện một năng khiếu mà mình cảm thấy tự tin nhất: hát, múa, giao tiếp. Chị đọc của chị đi ạ. Bạn thích hẹn hò với cô gái nóng bỏng hay cô gái cá tính và mạnh mẽ? Bạn gái đối diện thuộc tiếp người nào? Bây giờ thôi bên đây hát trước đi để ảnh suy nghĩ. Hãy thể hiện năng khiếu mà mình cảm thấy tự tin nhất, hát, múa, giao tiếp gì cũng được hết trơn á. Giờ chị muốn làm gì làm đi. Khó quá, xong đổi câu khác cho em. Trời ơi, câu khác còn khó hơn nha. Vô câu khác còn khó hơn à. Nó trong ba vế mà giao tiếp nè. Có cái giao tiếp này thấy nó rất là dễ. Anh nhìn em thì chắc nhảy múa chắc không được thôi đúng không? Bậy nữa, nhìn em mặt rồi đấy. Hát nữa. Hát múa thôi, anh hát giùm em đi. Anh á hả? Anh chỉ có hát thôi. Anh hát giùm em đi. Em cổ vũ. Trời có mặt bên này nữa. Rồi anh hát giùm em đi, em cổ vũ. Em mà hát là ảnh bỏ đi về luôn. Anh không bấm nút cho em nữa, khổ em nữa chị Tường. Không có đâu. Hôm qua nắm tay cái nha chị. Qua nắm tay cái hả? Em nắm tay ảnh cái rồi thôi. Em nắm tay ảnh cái hả? Nắm tay phải có nói cái gì nữa mới được nha. Em nắm tay coi tay có vững. Thì đó rồi em qua có vững chắc. Em xin nắm tay anh để em coi anh có vững chắc gì đó. Rồi cho đồng ý tôi duyệt luôn. Vậy em cứ ngồi tới đi, anh đi qua. Rồi anh muốn xong được không? Rồi được luôn. Được hả? Chăm bù dễ với cặp đôi này luôn. Em thích chọn tay nào? Tay nào cũng được anh. Tay nào cũng được. Rồi nói gì nói đi nè. Tay ảnh nóng. Ổng hả? Mình rắn chắc không? Rắn chắc hả? Dạ. Rồi cảm ơn anh. Rồi bây giờ tới phiên anh đó. Anh thích hẹn hò với cô gái nóng bỏng hay là một cô gái cá tính mạnh mẽ? Tôi chỉ thích hẹn hò cô gái nên gia đình. Gia đình. Hai cái này không có tiêu chuẩn nào dính anh hết trơn đúng không? Rồi vậy anh nghĩ cô gái đối diện thuộc tiếp người nào? Nhìn này chắc có thể là hai cái vế trong này không đúng. Đúng rồi. Không nóng bỏng mà cũng không có gọi là mà gia đình, nghĩa là cái tiếp người là tôi đang nói. Hy vọng là như vậy. Hy vọng là như vậy. Thế bây giờ thời gian dành cho anh chị là tâm sự ngay tại đây là vừa đủ để anh chị có thể cảm nhận được nhau. Bây giờ thời gian của anh chị bấm nút. Nếu như mà mình cảm thấy đối phương có thể là một cái nửa mà mình đang tìm kiếm thì mình nên cho nhau cơ hội. Đừng bỏ qua cơ hội của mình. Nếu có rung động, có một cái gì đó mình cảm thấy cảm được nhau thì mình bấm nút, dành cái cơ hội đó cho mình và cũng như là cho đối phương. Ngoài anh chị đặt tay vào nút bấm á. Sau 3 tiếng đếm của Cát Tường, đồng ý hẹn hò bấm mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra. Rồi mời hai anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, cảm ơn anh chị. Mời hai anh chị về đứng một bên ạ. Rồi, bây giờ đứng sát vô. Bây giờ mới là nắm tay thật sự. Hồi nãy là cái nắm tay chương trình bắt buộc. Bây giờ mình nắm tay thật sự. Nãy là cổ sinh chứ. Nãy là cổ sinh, đúng rồi. Nãy cổ sinh. Dạ, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời hai anh chị hãy dành cho nhau một nụ hôn. Chà, xứng đôi lắm đó nha. Anh chủ động đi chứ không lẽ giờ bác chị chủ động. Tội né gì thầy coi, trời đúng là trong trắng trinh nguyên mà khổ ghê vậy đó. Trời ơi em... Trời. Mình tên là Phan Hữu Thọ. Mình là kỹ sư điện. Mình làm ở tại ban quản lý của chung cư. Thì mình đang quản lý một chung cư ở Phú Nhật. Cái lon Bluetooth. Mình tên là Phan Hữu Thọ, mình nghe rõ chưa? Không nghe luôn. Nghe nha Thọ ơi, Thọ cứ chia sẻ đi nha. Bên này vẫn đang nghe nha em ơi. Phan Hữu Thọ. Được không ạ? Rồi chị nghe rồi em. Dạ. Thọ sinh năm bao nhiêu em? Dạ em sinh năm 1991. 1991 rồi, đang là nhân viên quản lý tòa nhà đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi X ơi, bạn em rồi ok. Quản lý tòa nhà. Quê em ở đâu Thọ? Dạ em ở Đồng Tháp. Quê em đang làm ở Phú Nhuận đúng không? Đúng rồi. Em làm cho công ty nào? Em làm công ty Savista chị. Savista hả? Dạ đúng rồi. Em làm bên bộ phận bảo trì hay là nhân viên đấy văn phòng thôi? Dạ em là kỹ sư trưởng của chung cư. Chung cư hả? Dạ. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì ha Thọ? Điểm mạnh em thấy mình là có khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu nhanh và nắm bắt mọi thứ cũng khá là nhanh. Còn nhược điểm là chắc có lẽ là ít nói chuyện và ít trao đổi với mọi người, ít nói chuyện với mọi người. Nhưng mà chưa đi giải tiếp đi em. Thật ra thì em muốn đến chương trình để tìm hiểu làm quen một người bạn mà có gọi là gì, có vấn đề muốn đặt nặng quan trọng chuyện tình cảm, mà một mối quan hệ mà tiến xa, đi xa hơn, và mối quan hệ gọi là thật sự nghiêm túc. Thì tại vì vấn đề này đó thì nhiều lần em cũng có nhắc rồi, nên em muốn lên chương trình để tìm một bạn đời hay là một bạn để tìm hiểu thật sự nghiêm túc về chuyện tình cảm. Em có tài lẻ năng khiếu gì không? Thì em cái gì cũng biết chút chút, có thể ca, có thể chơi này nọ, một chút cũng được. Rồi. Là bên quản lý bên ban quản lý tòa nhà thì cũng khá là áp lực đúng không? Thì cái khả năng chịu đựng áp lực của em như thế nào? Thì hầu như là mọi chuyện ở chung cư, mà từ những việc giải quyết nhỏ tới mà cái việc xô xát của cư dân thì em đều giải quyết được. Từng gặp và từng giải quyết được hết. Thì cái vấn đề mình làm trong ban quản lý thì chủ yếu là mình mềm mỏng, chịu lắng nghe và giải quyết vấn đề cho họ. Làm dâu chăm họ mà. Dạ đúng rồi. Chị chắc cũng ở chung cư à? Chị ở chung cư Savista em quản lý luôn á. Dạ dạ. Rồi nhưng mà ý là ví dụ như là về tình trường của em thì sao? Em muốn tìm một người nghiêm túc trong tình yêu, vậy thì chuyện tình trường của em như thế nào? Thì em cũng có chính xác thì một mối tình, mối tình nhỏ nhỏ mà của em mà chưa thật sự là công khai thì cũng chưa có. Nhỏ nhỏ là bao lâu rồi? Chưa công khai là quen được bao lâu? Quen trong bóng tối hả hay sao? Không, như là quen 3 tháng rồi, từ khoảng 3 tháng trở lên tìm hiểu, nhưng mà hai người cảm thấy là chưa đến nơi công khai là hai người yêu nhau, nên hai người chia tay cũng im lặng. Được bao lâu? Khoảng từ 3 tháng đến 6 tháng. Rồi một mối tình đó thôi đó. Không, một mối tình kia thì em quen cũng được khoảng 8 tháng. Cũng khá nghiêm túc, nhưng mà các bạn nó chắc còn trẻ quá nên hai đứa em không hợp. Nói chung là chưa có cái mối nào quá 1 năm. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Rồi. Rồi giờ muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào, ngoài cái nghiêm túc ra thì như thế nào? Ngoại hình, tính cách, tuổi tác làm sao? Thì ngoại hình thì cũng phải là một người ở trọn đời của mình, thì cũng phải ngoại hình là dễ nhìn. Ngoại hình xinh xắn. Xinh xắn. Em là cao mét bao nhiêu Thọ? Em mét 7. Bạn gái cao khoảng bao nhiêu thì được? Mét 6, từ mét 6 trở lên là được. Thì bạn ấy thì không cần gọi là gì giỏi giang xuất chúng gì, cũng có thể là cũng một người nói chuyện dễ nghe, hiền lành là được. Hiền nữa rồi, em cũng hiền rồi, về nhà hai đứa nói chuyện với nhau làm sao? Thì nó mới yên ấm gia đình được chứ chị. Rồi hai đứa mà không có nói, về nhà mà hiền rồi không nói là không có gì để nói luôn á. Thì đôi lúc chia sẻ công việc rồi trong cuộc sống mà chắc có nhiều lúc cũng sẽ có thể có quan điểm trái ngược nhau, nhưng mà nếu mà hiền thì nó sẽ dễ chịu hơn. Tuổi tác là sao? Tuổi tác thì em muốn tìm một bạn 95 trở về trước. 95 đến bằng tuổi em đúng không? 95 về sau. Tức là nhỏ hơn em từ 4 tuổi đổ về sau. Dạ đúng rồi. Rồi, quê quán vùng miền thì sao em? Có bắt buộc là bạn gái phải cùng miền Tây không? Hay như thế nào? Em nghĩ là khoảng từ Bình Thuận đổ lại là được. Ví dụ bạn gái đang sống tại miền Tây luôn được không? Thì quá tốt thôi. Ok. Rồi có điểm gì em không thích ở bạn gái không nè? Bạn gái thì em nghĩ là con gái hầu như ai cũng có một cái tật nào đó. Khi mình quen rồi mình có thể. Thì về ngoại hình đấy, em không thích điểm gì về ngoại hình bạn gái? Ngoại hình. Ngoại hình thì em nghĩ là biết chỉnh chu tí là được. Có thể mình không xinh, không lộng lẫy, nhưng mình chỉnh chu ăn mặc và bề ngoài. Ok. Rồi, tức là chấp nhận là bạn gái mà đang làm việc và sống tại miền Tây luôn cũng được luôn. Đúng không? Dạ được. Ok. Rồi, cảm ơn Thọ ha. Có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em ha, để mình làm nội dung kỹ hơn nha. Ok em. Cảm ơn em, chào em. Chào mọi người. Em tên Quách Trường Duy, ở quê ở Tiền Giang á, ở huyện Châu Thành, Tiền Giang. Năm nay 32 tuổi, hiện đang làm ở công ty ở khu nghiệp gần nhà, khu nghiệp Đông Giang ở Tân Phước. Đúng rồi. Làm bên kho của công ty, quản lý kho. Kho giao nhận á, có nghĩa là nhà Nhật nó tại vì nó không có cố định, nhưng mà cái mức thấp nhất là 8 triệu, dao động từ 8 triệu tới 10 triệu. Tại lẽ tại sao hình như không có. Chắc không có hát thì biết hát rồi đó, nhưng mà hát không hay đâu. Tại hát dở nên mình cũng ngại hát lắm mà. Điểm mạnh điểm yếu hả? Cái điểm mạnh là có lẽ là mình làm nhiều hơn nói á, cái nghĩa các bạn nói mình không được tốt, mình có thể mình làm nhiều hơn nói thực hiện có sao nó vậy, hoặc là mình sẽ sao là điểm yếu thì cái điểm yếu lớn nhất của mình đó là cái sự giao tiếp nó chưa tốt lắm á. Có thể ví dụ như hỏi thì có thể trả lời được, mà còn ví dụ như mấy cái câu hỏi mình chuyên sâu quá, suy nghĩ nó hơi lâu chứ. Có một lần là một lần đòi đó, có một lần làm lỡ. Đúng rồi, đúng rồi. Ở trước này. Tìm hiểu với kết hôn luôn là khoảng trong vòng gần 2 năm rồi, trong vòng khoảng cũng gần 2 năm nữa là mình đường anh nó đi ấy. Chưa có, đúng rồi. Tại vì cái cảm thấy cái cuộc sống đó nó thiếu sự tôn trọng đó, nên không thể nào mà duy trì được nữa. Cũng do bạn bè giới thiệu thôi, trong bàn tiệc rồi làm quen rồi nói chuyện vậy đó. Đúng. Là cái sự thiếu tôn trọng đối với mình, ví dụ như ở trong nhà được mà ở ngoài thì không thể chấp nhận được, nó càng ngày càng nhiều quá nên nó giống như là nó ủ lâu quá, mà tới một giai đoạn nào đó nó không thể nào kiềm chế được nữa. Là có nghĩa ví dụ như một cái vấn đề nào nó không có lớn, nhưng mà giữa đông người không có la, nhưng mà nói những cái từ ngữ mà nó khó nghe, ví dụ như nó không tốt cho lắm đó. Sau đó khoảng 3-4 tháng có tìm hiểu thử, nhưng mà tại vì chưa quên được á, nên cũng không dám tìm hiểu, để tới bây giờ mới có thể quên hết được, nên mới bắt đầu hồi tháng năm rồi á, Tết năm rồi á, tháng 2 á, tháng 2 tháng 3 gì. Thì cái tiêu chí mình cũng đơn giản ha, bạn gái thì có thể mà hiểu được cái nhiều cái nỗi lòng áp lực của mình trong công việc đó, rồi ngoại hình á, thứ nhất là cũng đơn giản, nhưng mà mình không thích gái nó có tha thu á, da xăm mình á, với có nhuộm tóc này nọ nữa. Riêng hay cũng riêng thôi nha, chứ mấy cái đó là mình cảm thấy con gái thì tất nhiên cái mấy nó sẽ rất là đẹp, mà riêng bóng cao thì cũng không quan trọng lắm chiều cao, chủ yếu là mình trò chuyện hiểu nhau được là được rồi. 1m7 nếu mà gần nhà thì tốt rồi. Ở trong tỉnh xa thì sẽ được, nhưng mà chỉ sợ người ta yêu xa người ta ha. Yêu xa thì có thể lâu lâu mới gặp được, là khoảng tuần mới gặp được lần. Nói chung là cô ấy chịu đi làm là được rồi, có công việc ổn định là cũng được rồi, không cần đổi gì hết. Được đúng rồi, đúng rồi, quan trọng là về sống được nhau chứ giàu sang về cứ không hợp rồi cũng chia tay cũng vậy. Yeah. Từ 25 cho đến 32. Cái đó cũng được, mà nói chuyện hợp là được. Thì anh cũng từng một lần trải mà cái đó, vấn đề đó thì đâu không có quan trọng lắm. Là có một bé đó hả? Thì mình hy vọng cái vấn đề kia thôi, ví dụ như cũng làm lỡ mình một lần thôi chứ. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Ha, mình giới thiệu luôn nè, họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ, em là tên là Trần Huy Cường, sinh năm 95. Quê đó em đang ở Khánh Hòa, Nha Trang. Hiện nay em làm nhân viên của công ty bao bì á. Công ty bao bì chất lượng là em làm ở ngoài Nha Trang luôn hả? Dạ vậy đúng rồi chị. Em làm như vậy thì thu nhập trung bình của em như thế nào? Dạ thu nhập trung bình là cũng trên 10 triệu chị. Rồi ở Nha Trang đi làm vậy, rồi nếu mà vào thành phố Hồ Chí Minh ghi hình có đi được không? Dạ vậy được chị. Rồi Cường nói một xíu về những cái điểm mạnh điểm yếu của em đi Cường. Dạ em thì cũng vui vẻ hòa đồng, thì cũng hay đi giúp đỡ những người khó khăn. Thì điểm yếu của em thì đôi khi cũng hay nóng tính, rồi cũng khá ít nói nha. Nhìn hiền vậy mà cũng nóng đó hả? Dạ lo công việc, nó tính nhất công việc đó chị à. Nóng tính. Rồi còn gì nữa không? Trước giờ là yêu mấy cô rồi? Để trước giờ thì tính từ thời sinh viên thì lại có ba mối tình. Để mới cái mối tình gần nhất là cách đây được 3 năm. Ủa thời sinh viên là hồi trước em đi học cái gì? Dạ em học bên Đại học Nha Trang, bên ngành chế biến thực phẩm đó chị. À Đại học Nha Trang, dạ. Ngành chế biến thực phẩm. Dạ. Rồi sao giờ qua làm bên công ty bao bì đó có liên quan không? Dạ có chị ạ. Là em làm ở khâu nào? Dạ em khâu và quản lý chất lượng chị. À rồi, vậy thì yêu mấy mối tình là sao mà chia tay? Thì vậy do là người đằng đó là quay lại với người yêu cũ nên em thấy là em chủ động chia tay vậy. Rồi sau cái mối tình đó là bao lâu rồi em không quen ai? Dạ từ còn 3 năm là em chưa quen ai chị. Rồi trong công ty em chắc cũng nhiều nữ rồi, gái Nha Trang cũng xinh mà không có kiếm được cô nào hả? Dạ cho công ty em là đa số là toàn nam hết không mà chị ạ. Trong công ty toàn nam. Rồi ok. Còn gì nữa không? Về hình mẫu á, em mong muốn á, thì em thích một mẫu bạn gái như thế nào? Thì hình mẫu của em thì cũng bình thường, là không quá cao cũng không quá ốm. Em là cao mét nhiêu á Cường? Dạ em cao mét 6 chị. Mét 6 nặng nhiêu ký? Dạ nặng 60 chị. Vậy bạn gái cao thấp hơn em đúng không? Dạ đúng rồi chị, thấp nhưng mà cao hơn một xíu cũng được chị ạ. Rồi tuổi tác cô này sao, vùng miền ở đâu thì được? Thì em cũng không có ngại về vùng miền nào hết, nếu là có cơ hội thì em phải cố gắng tìm hiểu tiến xa hơn chị. Rồi yêu xa được đúng không, chứ đâu nhất thiết là phải ở Nha Trang đúng không? Dạ dạ đúng rồi vậy. Rồi tuổi tác bạn gái này kia thì như thế nào? Thì tuổi thì cũng bạn em họ nhỏ hơn em 2-3 tuổi cũng được chị. Rồi có điểm gì ở bạn gái mà em không thích không? Dạ kiểu là không chơi bời, nhuộm tóc. Chơi bời, nhuộm tóc. Rồi sau này cưới về phải làm dâu không em? Thì tùy theo bên đó, nếu mà có thể em có thể ở rể được chị ạ. Có thể ở rể được luôn. Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không? Có hình mẫu thích giống kiểu như ai không? Dạ không chị. Ở rể được. Rồi em có tài lẻ năng khiếu ca hát thì được không Cường? Thì tài lẻ thì có thể ca hát được vậy. Rồi làm gì được nữa? Thì có thể chơi mấy cái môn thể thao như cầu lông, đá banh, bơi lội được chị. Rồi hát thử một đoạn chị nghe đi. Ví dụ lên gặp bạn gái hát tặng cho bạn gái một đoạn ngắn nè. Hiện giờ thì em rung quá chị ạ. Hát mấy câu thôi, gì đâu, bài tủ bài ruột của em đâu, hát đi. Dạ là vậy em xin phép hát một đoạn được. Tình cờ anh gặp em trong vườn hoa đêm trăng rằm, chợt nhìn em thật lâu anh ngẩn ngơ em biết chăng, cười như đó hoa hồng em cười như những nụ hồng, để làm cho lòng anh kể từ đây biết nhớ mong, nhìn em yêu hồn nhiên như nàng tiên dạng trần, lầm thầm mong ngày sau anh và em sẽ sánh duyên, tình ta mãi lưu truyền ơi nàng tiên quá dịu hiền của người anh, người ơi anh ước mong cơ vậy thôi. Rồi hát được, sao mặt căng thẳng gì trời ông. Hát phải tươi vui tươi cười đồ này kia các thứ đồ lên ha, lên con khấu phải tự tin mạnh dạn hơn nữa. Hôm nay chỉ là cái vòng kết đầu tiên thôi, thì nếu mà được chọn vào vòng 2 thì mình tự tin chủ động hơn nữa ha. Nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo sớm để mình sắp xếp mình vào trong thành phố Hồ Chí Minh để mình ghi hình nha. Rồi ok, cảm ơn Cường, có gì em chờ thông tin của chương trình nha. Rồi xong rồi đó mình thoát cuộc gọi được rồi em.